Đôi bạn thân không bao giờ xa rời, Lucky chú chó có tình cảm như con người. Chào cả nhà, kênh Việt US 1040 chúc mọi người luôn mạnh khỏe và phát tài nha. Hôm nay mình thực hiện video này nói về đôi bạn chó của nhà mình. Trong video trước mình đã nói chút ít về cô nàng chó có tên gọi là Happy. Giờ xin giới thiệu chú chó đực có tên gọi Lucky. Lucky và Happy rất thân với nhau. Cả nhà mình gọi chúng là đôi bạn không xa rời, bởi chúng luôn chơi cùng nhau, nằm cạnh nhau và giữ nhà cùng nhau. Lucky hơi mập và có vẻ già trước tuổi bởi bộ lông lùm xùm của nó, cắt rồi cũng mau dài lại. Mấy bà hàng xóm hay chọc quê Lucky sao già vậy, trông xem em kỳ Happy luôn mơn mởn và màu lông trắng tinh thật dễ thương. Lucky có đặc điểm hiểu tiếng người rất chính xác, nó hiểu được có nghĩa đen lần nghĩa bóng khi mình nói. Cả nhà hay nói nuôi Lucky từ 1 tháng tuổi, thương yêu chăm sóc kỹ, nên nó rất tình cảm như một con người vậy, chỉ có điều là nói không nói được tiếng người mà thôi. Cô chủ nó là con gái mình tên là Xe Rân, rất thương yêu nó và nó cũng vậy. Chỉ cần Xe Rân về tới đầu khu phố chưa vào nhà, nó đã biết và kêu lớn liên tục, thể hiện mừng rỡ vui mừng đón cô chủ về. Nhiều lúc Xe Rân bận việc không về nhà một bữa, Lucky đứng ngồi không yên. Nửa đêm quá 12 giờ khuya, nhảy ra nằm cạnh cửa canh chờ cô chủ về, nước mắt lưng tròng trong chờ đợi và thở dài liên tục vì không thấy cô chủ đâu cả. Có lẽ mình chưa từng thấy chú chó nào tình cảm như nó. Những ai từng nuôi và chăm sóc chó chắc đều đã từng ngạc nhiên trước lời chào mừng nồng nhiệt mà con chó của họ dành cho họ sau một thời gian ngắn vắng mặt. Lucky nhà mình từng xoay người một cách thích thú, kêu lên và tạo ra những âm thanh lạ thường khi đón cô chủ về nhà sau một đêm vắng nhà. Điều gì giải thích cho sự thể hiện niềm vui không giới hạn khi trở lại của chúng ta của loài chó? Mình hay nói Lucky chào mừng cô chủ quay lại nhà theo cách mà chó con chào mẹ. Vâng đúng vậy, con gái mình hay xưng mẹ với nó. Xe Trân con gái mình hay nói với Lucky vào ban đêm nào đi ngủ với mẹ nào. Những lúc như vậy Lucky luôn tỏ vẻ rất hạnh phúc vì được mẹ yêu thương. Lucky có cặp mắt buồn và tình cảm lắm, khi nhìn vào ai cũng nói đâu ra chú chó mập dễ thương quá vậy, tình cảm lại dạt dào. Con trai mình một bữa trượt té trước cửa nhà tắm, Lucky liền chạy tới hôn cậu ta một cái, như an ủi vậy. Thật là lạ, nó yêu mình cả nhà mình từ lớn tới nhỏ, kể cả gia đình cốt hồi trước mới sang Mỹ ở nhà mình, sau dọn đi nơi khác. Vậy mà khi về lại nhà mình chơi, nó nhớ kỹ từng người một, quấn quýt vẫn như ngày nào. Trong nhà hay nói Lucky là anh hai, còn Happy là em gái, chúng không phải là vợ chồng nha. Bật mí tí, chúng được thiến từ nhỏ theo lời khuyên các bác sĩ thú y ở Mỹ, để chúng không bị bệnh ung thư về sau. Happy coi vậy hay ăn hiếp anh trai, có khi nhào tới cắn anh hai Lucky nhưng cắn giả bộ thôi, nhưng ra vẻ hùng hổ lắm. Lucky vẫn luôn nhường nhịn em, chưa bao giờ mình thấy chú chó Lucky nổi nóng với Happy, dù có khi Happy giỡn quá trớn làm cậu ta bị đau. Nhiều khi Lucky đang nằm nghỉ trưa ở cái thảm nhỏ, Happy đi tới có vẻ muốn nằm, cậu ta liền đứng dậy đi chỗ khác nhường chỗ cho em gái Happy nằm. Lắm lúc trước khi đi còn hôn nhẹ Happy một cái nữa. Mình kể vậy chắc cũng có bạn cho mình bị ra, nhưng đó là sự thật 100%. Chưa bao giờ mình thấy Lucky nổi nóng với Happy và cũng có lẽ trong đời mình chưa bao giờ thấy một chú chó sống tình cảm đến như vậy. Sau này mình để ý mua những tấm đệm trải kích cỡ lớn, không mua loại nhỏ như trước, để hai con có thể nằm kế nhau như bạn đang thấy trên video này là vậy. Từ khi nuôi đôi chó này, mình thấy tâm đắc với nhận xét của ai đó rằng khác với loài mèo có khi hay kênh kiệu, loài chó lại dường như có bản tính ngược lại, chúng thường rất tình cảm và quấn quýt với con người. Điều này có lẽ dường như đã ăn sâu vào đặc tính của loài vật nuôi vô cùng trung thành này. Chó là một loài động vật đáng yêu và sống giàu tình cảm, là một người bạn trung thành với mỗi chúng ta. Mình đi đâu xa nhà hơn nửa ngày là cũng nhớ đến Happy và Lucky ở nhà. Mình cũng để ý mỗi khi hai con chó nhà mình đang nghỉ ngơi, thư giãn nhưng chỉ cần thấy mình đi ngang, chúng sẽ nhẹ nhàng vẫy đuôi với mình ngay. Đó cũng là một dấu hiệu nhỏ cho biết rằng chúng rất mừng khi thấy mình. Còn Lucky có khi chạy theo mình riết, như đeo theo vậy. Mình ra vườn bên ngoài nhà để tưới cây, nó cũng đi theo nằm trên thềm cửa không chịu quay lại vào nhà, cho tới khi mình xong việc, trở vào nhà, nó mới chịu vào theo. Ít lời dông dài về hai con chó nhà mình, hy vọng không làm mọi người thấy chán bởi nói không hay và không diễn tả hết tình cảm thân thương giữa chó và người.
Giờ thì mời các bạn xem tiếp video này với nhạc nền thú vị. Và nhớ đừng quên đăng ký, like, share ủng cho kênh nha. Xin trân trọng và cảm ơn rất nhiều.
Video tới đây là chấm dứt. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh.